Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Quang Hải, là thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Ba người ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình chắc là bố mẹ mình và những người thầy. Thương hiệu mà mình yêu thích nhất, mình có rất là nhiều thương hiệu mà mình thường thì hay mặc những cái thương hiệu bình dân thôi. Đồ vật mình hay quên. Chắc là điện thoại vì mình cũng ít dùng điện thoại. Thời gian biểu 24 giờ của mình thì mình sẽ thức dậy vào lúc 7 rưỡi sáng và mình sẽ uống cốc nước và đi đánh răng, rửa mặt vệ sinh cá nhân. Mình sẽ đi ăn sáng và đến buổi sáng đến khoảng 9:30 thì mình sẽ đi tập gym. Nếu mà buổi sáng hôm đó không có lịch tập của đội, mình tập gym xong thì mình sẽ ăn trưa ở đội và chiều thì mình dậy ăn nhẹ khoảng 3:30 và chiều đi tập. Tập về thì mình ăn cơm và tối mà không có việc gì thì mình sẽ xem TV và đi ngủ sớm. Nếu mà thợ cắt tóc mà cắt không đúng ý thì đầu tiên thì mình sẽ xử lý ông cắt tóc trước. Xong mình sẽ bắt sửa lại đầu cho mình một cách hoàn hảo hơn. Thật ra mình là một người rất ít khi chơi game và mình chỉ chơi những game offline thôi, thì mình hay chơi ở trên điện thoại luôn. Mình có ít cơ bụng nên mình muốn tập cơ bụng nhiều hơn. Mình đặc thù công việc là đi thi đấu liên tục thì mình muốn di chuyển hàng không nhanh và tiết kiệm thời gian thì có thể hồi phục nhanh nhất về thể lực của mình. Mình thì thường mình sẽ xem những cái mà chương trình giải trí như hài và những cái chương trình mà đem lại cho mình những cái tiếng cười mình vui. Mình thích sống ở thành phố lớn vì nó sẽ gần với những nơi làm việc và mình sẽ khám phá được nhiều thứ.